Phương pháp số 1. Đây là phương pháp 1 nhá. Đây là phương pháp 1. Phương pháp 1 đó là nhóm các số tròn trục, tròn trăm hoặc tròn nghìn. Đúng nào? Ví dụ ở trong bài này chẳng hạn. Đúng nào? Ở trong bài này chúng ta sẽ cần là hãy nhóm cho thầy những cái số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn trước. Mọi người thường tính là tính từ trái sang phải. Đấy cũng là một cách hay. Tuy nhiên, chúng ta sử dụng cái phương pháp là nhóm các số tròn trục, tròn trăm, tròn nghìn. Mà ở đây thì chúng ta mới thấy được, để thấy được là bài toán nó sẽ trở nên dễ dàng hơn với chúng ta. Đối với phương pháp mà giải những bài toán tính thuận tiện hoặc tính giá trị như này, chúng ta có một phương pháp số 2, đó là tạo thành phần nhân tử chung. Phần này thì tí nữa chúng ta có phần ví dụ cụ thể để chúng ta sẽ thấy rằng là tách ra để tạo thành nhân tử chung. Được không nào? Nên các em cũng ghi cho thầy hai phương pháp để vào nhé. Nhanh tay một chút. Hai đúng không ạ? Đúng rồi, 38 câu 72 này, thấy không nào? Chúng ta sẽ thực hiện cho thầy nối, dùng bút chì để nối 38, 72 trước, 83 với 27, đúng không? Và 65 nối với 14 và nối với 11 để tạo thành một nhóm. Sau đó số 56 đẩy ra sau cùng. Được chưa? Bởi vì nó không bị ảnh hưởng gì đến tổng cả. Vậy bây giờ 38 cộng 72 bằng bao nhiêu nào? Bạn nào tính nhanh cho thầy 38 cộng 72 bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nào Lê Khôi nào, cho thầy biết bằng bao nhiêu? Con tính ra là 110 ạ. À 110 đúng không? Chuẩn rồi. Thế chỗ này cộng tiếp cho thầy nào, 83 cộng 27 này bằng bao nhiêu đây? Vẫn 110 ạ. Vẫn là 110 đúng không? Vậy và chỗ này thì tính cho thầy sẽ bằng bao nhiêu đây? 65 cộng với 14 cộng với 41. Nào mời Minh Trung nào, Minh Trung tính cho bao nhiêu? Em thưa thầy bằng 120 ạ. 120 đúng không? Ok. Và chỗ này các em cộng cho thầy 56 giữ nguyên này. Đấy. Và đến đây rồi thì chúng ta cộng các số tròn trục với nhau, xong cuối cùng cộng thêm 56 nữa là xong. Được chưa? Rồi tính đi xem bằng bao nhiêu nào. Nhanh tay nha. Lấy 110 này cộng 110 này bằng 110 220. cộng 110 bằng 220. 220. 220 cộng 120 bằng 340 ạ. 340 cộng 340 56 cộng 56 ạ. bằng bao nhiêu? Để em tính đi nhé. Tính đi. 340 cộng 56 bằng bao nhiêu? Minh Trung nào ra chưa? Bao nhiêu? 396. À, 396. Yeah! Tuyệt vời, xuất sắc. Hay không? Thấy chưa? Ok chưa? Tuyệt vời. Dạ. Rồi, thầy muốn hỏi nào. Bao nhiêu bạn thấy rằng là mình làm theo cách này thấy rất là dễ dàng và rất là hay ha? Làm như này nào nhé. Làm như này nó thấy rằng là rất là dễ dàng và rất Em là chưa nhìn thấy thầy đâu hết cả. hay. Ủa thế Thầy à, rồi. thấy thấy không, thấy không, thấy không? Ok, thấy Ạ. không? Rồi, tuyệt vời không? Rất là hay. Sau lại Rồi. em cũng có hai màn hình lên là nó chỉ cho nhìn thấy hai người thôi. Rồi, ok. Rồi bây Hai giờ người một hãy nhóm. làm một gọi đi nào. Bắt đầu. Thầy nói lại nhé, học cái cách của những người thông minh, học cái cách và làm theo cái cách của những người học giỏi, của những người thông minh, các em sẽ trở nên thông minh hơn rất nhiều. Còn nhớ câu nói, nếu như bạn chơi với 5 người giỏi thì người thứ sáu chính là bạn. Còn nhớ không? Đúng chưa? Đó. Đấy, nhớ chưa? Nhưng mà em chỉ học mấy buổi nên em cái đấy là thầy làm cho các bạn từ lâu rồi, em cũng Rồi. chưa. Nhớ nha. Câu nói rất hay. Đây con có thể ghi lại cho thầy. Đây nếu như mà em chưa có được ghi ghi lại cho thầy. Này. Thầy đọc đi. Bạn chơi
với 5 năm người người giỏi. giỏi thì người giỏi thứ 6 chính là bạn. Thế giờ hãy ghi câu nói này vào nhá. Bạn chơi với 5 người giỏi thì người giỏi thứ 6 chính là bạn. Hiểu chưa nào? Cho nên mình hãy học và mình hãy chơi với những người giỏi hơn mình để học tập được, và mình sẽ có được cái cách làm của những người thông minh, của những người giỏi. Tuyệt vời, rất tuyệt vời.